mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Nhà đẹp Bắc Home. Trong số ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép chia sẻ đến quý vị công trình của gia đình anh Tùng có địa chỉ tại Hà Nội. Vẫn như thường lệ thì trước khi đi vào chi tiết công trình, chúng tôi xin phép giới thiệu đến quý vị đôi nét về công ty của chúng tôi. Bắc Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại thì chúng tôi thiết kế và thi công vô số công trình trên phạm vi toàn quốc, bao gồm cả nhà ở, cơ sở kinh doanh và cung ứng vật liệu xây dựng. Bắc Home cũng có đội ngũ chuyên về phong thủy sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho quý khách hàng từ khâu thiết kế chọn ngày giờ động thổ khởi công, với mong muốn là mang đến cho quý khách hàng nhiều điều may mắn và cát lành. Nếu quý vị muốn xem một cách tổng quát nhất về những thông tin công ty của chúng tôi thì có thể truy cập vào trang web bachhomegroup.vn. Tại đây thì chúng tôi có tất cả các thông tin về công ty, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, hệ sinh thái, cùng với đó là những công trình do chúng tôi thiết kế và thi công xây dựng. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công thì hãy liên hệ với chúng tôi qua các số hotline 096-445-8888, 082-81-33-333. Hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ với các số trên qua Zalo nếu đang ở nước ngoài. Công trình này tuy có thiết kế vòm nhưng mà nhìn chung thì vẫn là tinh thần hiện đại với những đường nét trẻ trung, để có thể được xem là sự kết hợp hài hòa giữa những chi tiết trang trí tạo nên một tổng thể độc đáo. Cây vị trí sảnh chính của công trình là thiết kế vòm và mái sảnh, cửa chính là gỗ lim Nam Phi kết hợp với pano kính, trong khi đó thì hệ thống cửa còn lại là nhôm hệ zinc phai kết hợp với kính. Ưu điểm của nhôm hệ chính là khả năng đón ánh sáng kể cả khi chúng ta đóng cửa và dễ dàng vệ sinh. Điểm độc đáo nhìn chung ở công trình này chính là việc phát triển ngoại thất công trình theo chiều ngang, chia khối và ốp lát các vật liệu trang trí ở bên ngoài. Cái vị trí chân tường thì chúng tôi ốp đá chẻ, chất liệu thô mộc và bền bỉ, chống chịu tốt trước các tác động đến từ thời tiết. Nếu chỉ sơn tường ngay vị trí chân tường thì chắc chắn là sẽ bị bong tróc sơn, bị bám bẩn, đóng rong rêu, lâu dần thì sẽ dẫn đến tình trạng là nứt tường hay gây mất thẩm mỹ. Một số vị trí tường thì chúng tôi ốp gạch ái nắp màu ghi. Loại gạch này ngày nay được sử dụng rộng rãi và phổ biến ở các căn hộ, biệt thự bởi vì nó mang đến vẻ đẹp hiện đại, sang trọng, độ bền cao và có khả năng kháng nước tốt, đặc biệt là ít bám bẩn. Về phần mái thì gia chủ yêu cầu thiết kế mái thái với gam màu đỏ và loại ngói mà chúng tôi sử dụng ở đây chính là ngói Fuji. Mái thái có độ dốc cao nên thường là những công trình sở hữu hệ mái thái sẽ có vẻ đẹp hoành tráng. Đồng thời thì về công năng, mái thái cũng góp phần thoát nước tốt vào mùa mưa. Tuy nhiên thì so với mái Nhật hay là mái bằng, mái thái sẽ có chi phí thi công xây dựng cao hơn, vậy nên chúng ta cần phải cân nhắc để lựa chọn tùy vào mức độ đầu tư tài chính của mình. Và để xem cụ thể hơn những thông tin chi tiết về công trình thì chúng ta sẽ cùng xem tờ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Về định vị thì công trình này được xây dựng về hướng Tây Nam, có kích thước xây dựng là 13,3 x 10,4m, diện tích sử dụng khoảng 215m2. Để bố trí công năng một cách tối ưu nhất thì đội ngũ kiến trúc sư sẽ kết hợp với số lượng thành viên, nhu cầu sử dụng, yêu cầu riêng của gia chủ và kể cả kết hợp với đội ngũ phong thủy của công ty. Để quý vị dễ dàng hình dung về không gian bên trong thì chúng tôi cũng có những hình ảnh bốc máy. Ở tầng 1, từ khu vực sảnh bước vào sẽ là phòng khách, diện tích lên đến 45m2, rất là rộng. Căn phòng này có đến 2 lối cửa để di chuyển, đảm bảo mang đến ánh sáng, di chuyển cũng sẽ dễ dàng hơn. Được thiết kế để lùi về bên phải công trình là khu vực sinh hoạt riêng, và để phân chia không gian cũng như là đảm bảo tính riêng tư thì chúng tôi đã bố trí thêm một cửa kính. Phòng ngủ số 1 có diện tích là 18m2, phòng ngủ số 2 thì có diện tích là 14m2. Mỗi phòng ngủ sẽ được thiết kế thêm một ô cửa sổ để giảm tình trạng tối tăm và ngột ngạt. Nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung thì có diện tích là 5,5m2, đặt gần với hai khu vực phòng ngủ cho nên là cũng tương đối tiện nghi cho việc di chuyển sử dụng. Với công trình này thì chúng ta sẽ không thấy khu vực bếp ăn, và bếp ăn thì sẽ được thiết kế riêng ở bên ngoài theo đúng với yêu cầu của gia chủ. Đây cũng là thói quen thường thấy ở nhiều hộ gia đình. Tuy nhiên thì để tiện nghi hơn, chúng ta có thể thiết kế tất cả các khu vực chức năng ở vào bên trong của công trình. Như vậy thì việc di chuyển cũng sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Tiến lên tầng 2, ngoài cùng sẽ là khu vực sân chơi. Bước vào trong là phòng sinh hoạt chung, có diện tích là 26,5m2. Đây là khu vực dành cho các hoạt động vui chơi, giải trí, thư giãn của tất cả các thành viên trong gia đình. Tương tự như ở tầng 1, tầng 2 cũng có 2 phòng ngủ. Phòng ngủ số 3 có diện tích là 18m2 và phòng ngủ số 4 thì có diện tích là 14m2. Cuối cùng là khu vực nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung, có diện tích 5,5m2. Công trình này có chiều cao từ cot 00 lên đến đỉnh mái sẽ là 10,5m, chiều cao ở tầng 1 là 3,9m, chiều cao ở tầng 2 là 3,6m và chiều cao của mái là 3m.
Tiếp đến là mặt cắt AA. Ở đây thì chúng ta sẽ dễ nhìn thấy hơn các cấu kiện bên trong của công trình như là tường, sàn, cột, cửa, cầu thang, v.v. Cùng với đó là các kích thước chi tiết. Ở công trình này thì chúng tôi sẽ đổ sàn ở tầng 1, tầng 2 và sàn mái. Về cách thức thi công phần mái thì chúng tôi sẽ đổ sàn bê tông cốt thép ở các tháp mái, đổ dìm mái, sau đó xây tường thu hồi các viền kèo tạo độ dốc, hình thức mái rồi lợp ngói. Ưu điểm của phương pháp thi công này chính là chống nóng tốt, vì kết cấu hai lớp mái riêng biệt cho nên là cũng có khả năng chống ồn tốt, chống thấm tuyệt đối và chúng ta sẽ dễ dàng bảo dưỡng phần thép viền kèo. Bên cạnh đó, ở đây thì chúng ta còn thấy được vị trí thu nước mái để không ảnh hưởng đến việc thoát nước mưa qua đất nhà hàng xóm, vì phía sau công trình đã được đặt sát vào ranh giới khu đất. Tiếp đến là mặt bằng nhà vệ sinh. Gia chủ rất là kỹ tính khi phân chia khu vực vệ sinh và tắm đứng bằng một cửa kính. Theo thứ tự từ bên ngoài vào sẽ là lavabo, toilet rồi đến khu vực tắm đứng. Nhà vệ sinh và nhà tắm là khu vực dễ có mùi hôi, khó chịu, vậy nên chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo thiết kế theo một ô thoáng, cũng như là bố trí quạt hút gió âm trần, lưu thông không khí cũ và mới. Đồng thời để đảm bảo sự thoải mái thì chúng ta cũng cần phải tính toán kích thước từ trước để đảm bảo là từ vị trí này đến vị trí khác có thể di chuyển dễ dàng, cũng như là mở cửa ra không va vào các đồ dùng thiết bị ở bên trong. Tiếp đến là mặt bằng cửa, mỗi tầng thì sẽ tương ứng với một mặt bằng. Ở đây thì những vị trí nào bắt đầu chữ D sẽ là cửa đi, chữ S là cửa sổ và VK là vách kính cố định. Thông qua đây thì chúng ta sẽ thấy được vị trí hệ thống cửa, kích thước tính cả khu bao. Để đo đạc xem là cửa có đạt chuẩn phong thủy hay là không thì quý vị có thể sử dụng thước lô ban online tại trang web thiết kế thi công trọt gói chấm cơm của chúng tôi. Những kích thước nào ứng với cung đỏ thì sẽ là kích thước tốt chúng ta nên dùng, và ngược lại kích thước nào ứng với cung đen sẽ là kích thước xấu nên tránh. Tiếp theo là mặt bằng trần và đèn. Chúng ta biết được thiết kế trần và hệ thống đèn chiếu sáng. Chẳng hạn như là tại khu vực phòng ngủ, trần sẽ là trần thạch cao khung xương chìm, cao sát dầm, xung quanh là trần thạch cao khung xương chìm, cao dưới dầm 150mm. Tiếp đến sẽ là hồ sơ kết cấu. Với công trình này thì chúng tôi sử dụng phương án là móng băng bê tông cốt thép. Hình dáng của móng băng thì như quý vị thấy trên màn hình. Lý do chúng tôi lựa chọn móng băng là vì tính chất nền đất xây dựng công trình này tương đối ổn định. Móng băng thì được xếp vào loại móng nông, nên với những công trình nào mà được xây dựng trên nền đất lún nhiều bùn thì chúng ta nên cân nhắc chuyển sang phương án là móng cầu. Kết cấu thì quyết định đến tính bền vững của công trình, vậy nên là cần phải được tính toán cẩn thận ngay từ đầu để tránh tình trạng nứt tường sụt lún. Trong hồ sơ kết cấu thì sẽ còn có bản thống kê cốt thép, vậy nên là gia chủ có thể yên tâm, không lo bị hao hụt hay là cắt xén. Tiếp đến là hồ sơ điện nước. Ở đây thì chúng tôi sẽ trình bày tất cả các quy trình thiết kế thi công điện nước trong công trình, gồm có mặt bằng chiếu sáng, thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm, internet, mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh, mặt bằng bố trí camera, mặt bằng chống sét và mặt bằng cấp thoát nước. Với công trình này thì chúng tôi muốn chia sẻ thêm với quý vị về hệ thống chống sét tiếp địa. Đây là một chuỗi các cáp dẫn trở kháng thấp được liên kết với nhau và truyền dẫn xuống mặt đất. Hệ thống thu lôi sẽ phát huy một cách tối ưu, mang đến hiệu quả chống sét cao nhất. Từ đó thì sẽ an toàn cho người và thiết bị khi có sét. Tiếp đến sẽ là dự toán công trình. Và như quý vị thấy trên màn hình thì chúng tôi trình bày rất là cụ thể theo dạng bản, sẽ gồm có số thứ tự, nội dung công việc, đơn vị, khối lượng, đơn giá, thành tiền và ghi chú kèm theo. Từ đó thì gia chủ sẽ biết được chính xác từng vị trí sử dụng gì, số lượng bao nhiêu. Từ đó thì sẽ rất là dễ dàng quản lý. Hiện tại thì chúng tôi có chuỗi cung ứng vật liệu như là sơn, bột vả, thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát, v.v. Nên khi ký hợp đồng thi công trọn gói thì quý vị chắc chắn sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn về chi phí. Vậy là vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình anh Tùng có địa chỉ tại Hà Nội. Rất là cảm ơn anh Tùng và gia đình vì đã tin tưởng và lựa chọn Mark Home. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công thì có thể liên hệ với chúng tôi qua các số hotline 096-445-8888, 082-813-3333. Hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ với các số trên qua Zalo. Văn phòng làm việc của Mark Home được đặt tại số 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội và 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ thêm với quý vị thì hiện tại gói thiết kế kiến trúc sẽ có chi phí là 145.000 trên 1m2. Chúng tôi sẽ giám sát miễn phí 2 lần. Gói thiết kế sơ bộ sẽ có chi phí là 85.000 trên 1m2, gồm có mặt bằng chi tiết 3D ngoại thất, mặt đứng, mặt cắt, chi tiết cửa đi, kết cấu móng và mặt bằng bố trí điện nước. Rất là hy vọng có thể được đồng hành cùng với quý vị trong tương lai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.